Chào mọi người, mình là Crazy Lion đây. Thì ở video hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho mọi người 3 cách farm mastery nhanh nhất. Và đồng thời mình sẽ thực hiện thử thách của các bạn đưa ra, đó chính là farm 300 mastery trong vòng 6 phút. Nghe thì có vẻ khá là điên rồ đúng không? Nhưng đừng lo, mình làm được. Để mang tính công bằng nhất thì ad của mình sẽ không xài x2 mastery nha. Bây giờ thì bắt đầu farm thôi nào. Bước đầu tiên thì mọi người hãy đi farm con boss Two-Star. Nó có tên là Lộng mà. Thì con boss này á, mình đã chỉ mọi người farm một lần rồi đúng không? Đó chính là mọi người hãy dụ nó đi lại gần bức tường và sau đó farm. Nó sẽ không thể đánh trúng mọi người được. Thì lúc đầu mọi người hãy cố gắng nhịn đau một tí để nó quýnh mọi người chút xíu thì mọi người sẽ dụ nó lại được bức tường thôi, không sao hết. Miễn là đừng chết là được rồi. Đó, vô thế rồi mọi người. Thì nói chung mọi người dụ lại bức tường là coi như mọi chuyện nó đơn giản hơn rất nhiều rồi đó. Bây giờ thì chỉ cần đè đập nó thôi. Thì máu của con boss này rơi đâu đó khoảng 100.000 máu á, mọi người cứ bật cái counter lên là canh đánh đủ 100.000 máu rồi nó sẽ chết thôi. Thì một con boss như vậy á thì mọi người sẽ farm trung bình là 40 giây hoặc là 50 giây đó. Mọi người sẽ thấy mình không có x2 mastery mà lên hẳn 12 level luôn. Thì một cái bonus nhỏ nhỏ cho mọi người đi farm con boss này á, đó là khi đi farm nó nhớ ghé lụm cái gương kim cương này á. Mọi người lụm khoảng 30 lần thì nó sẽ được một trái quỷ rồi đúng không? Nói chung thì có thì đỡ hơn không đúng không mọi người? Nói chung thì cứ cố gắng tích tiền từ từ cũng được. Thì mọi người có thể thấy mình bây giờ mình đã dụ lại bức tường một cách rất là chuyên nghiệp rồi. Nên là cái thời gian mà khi mà mọi người farm nó sẽ giảm xuống còn khoảng cách 40 giây thôi. 40 giây cho 12 level. Nói chung thì cũng khá là nhanh đúng không mọi người? Thì cái việc kiếm server á, mọi người nói mình không tính hả? Thì thật ra mình farm vào lúc 7 giờ sáng á, lúc đó mọi người đi học hết trơn sao rồi. Kiểu vô server nào cũng có bot hết trơn á. Đúng là dậy sớm để thành công không thể nào sai được đúng không mọi người? Thì ai bạn nào mà chưa lên được 2k4 bounty á thì mọi người sử dụng cách này đi farm mastery, thì vừa farm mastery mà vừa farm bounty được luôn. Nãy giờ mình lên 2m4 bounty luôn rồi đó. Hình như thường lệ chúng ta sẽ lượm cái gương và sau đó quýnh con boss một cái, đẩy nó lại bức tường và sau đó chúng ta sẽ farm nó một cách đơn giản thôi. Chém, ủa nó đâu mất, à đây. Tưởng nó mất tiêu mọi người, tự nhiên thấy chém không lên đam, tưởng nó bị đi đâu mất tiêu rồi. Tưởng đâu nó bị lỗi gì chứ. Ok, bây giờ thì chém nó khoảng 100 lần mà nó chết. Đùa thôi, chém chắc khoảng 20 nhát là chết rồi. Ok, thì sau khi farm thêm một vài con nữa mà đội đó mình đã cắt đi bởi vì nó không có gì đặc biệt hết, thì mình đã lên được level 263 rồi. Bây giờ mình sẽ farm nốt thêm một con này nữa để lên level 270 và sau đó đổi qua cách farm khác ha. Tự nhiên tới con cuối bắt đầu ngu mọi người, vũ lại bức tường mà khó khăn thì chứ. Đây rồi, thì sau khi nó lại bức tường thì nó đã xác định được thì nó đã bị mình đánh bại rồi đó. Nói chung mà mấy con quái nó cứ đi lại bức tường là coi như là nó xong rồi đó. Lần này thì mình thấy nó có vẻ hơi trâu hơn mọi khi thì phải. Sao quýnh đau tay vậy? Bấm giết mòn chuột luôn mọi người, nên tải auto click để đi farm mastery nha. Chứ mình xài chuột giết mình sợ nó bị mòn luôn á. Ok, cay đỏ dai thiệt chứ. Nghĩ sao lên level 269 mọi người, không lên được cho level 270 nữa. Ok, đến với cách thứ hai đó chính là mọi người sẽ đi farm những bệ quái kế bên nhau. Thì đối với những bệ C3 thì mọi người nên farm theo mình nha. Bây giờ đây chính là cái bệ quái mà gần nhau nhất. Đó chính là bệ quái kẹo ở cái bãi gần cuối với lại cái bãi cuối cùng, đó chính là hai cái bãi gần nhau. Nên là mọi người có thể farm quái một cách liên tục và không cần phải đợi nó hồi sinh nha. Cách này nếu như mà mọi người có human á thì mình nghĩ là farm sẽ ngang ngửa với lại cái cách farm con boss đó kia. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cho mọi người được cái bounty với là cái honor, nên là nó sẽ cũng khá là bất lợi cho mọi người nếu mà mọi người muốn đi farm bounty á. Đối với ai mà có bounty quá cao rồi thì không cần farm cách con boss cũng được. Nói chung farm cái này cũng khá là ok nếu như mà có trái human. Thì cái mastery mà cái hai bể quái này cho mọi người á thì nó cũng ngang ngửa hoặc là hơn của con boss cho một chút xíu. Thì chuyển qua cách thứ ba đó chính là cách cuối cùng, đó chính là mọi người hãy farm bằng cách bung. Ý mình là tính năng trong game block food. Thì đây là cách farm mastery cực kỳ tốt cho những bạn level thấp, bởi vì chắc chắn nếu như mà level thấp thì sẽ không bao giờ quýnh lại mấy con quái này. Nên là mọi người hãy dụ lại gần tường như thế này và sau đó quýnh á thì nó sẽ không thể nào mà gây đam được cho mọi người. Quá là dễ luôn đúng không mọi người? Thì sau khi dụ lại bức tường như thế này thì mọi người có việc đánh thôi. Ngoài ra nó sẽ cho mọi người lên cấp rất là nhanh nữa, bởi vì đây chính là con quái cuối cùng mà, nên là lượng kinh nghiệm nó cho rất là lớn. Ok, thì đó chính là tất cả 3 cách farm mastery nhanh nhất của mình hiện tại. Video đến đây đã dài rồi, nếu như mọi người thích video này nhớ để lại một like và cũng như đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Bây giờ hẹn gặp lại mọi người trong video sau.